All that matters grow up, they said. They always told her she needed to grow up. He always told her it wasn't her job to grow up. Ja wasn't the parent, Ben was. Ben had to be, he always had to be. Ben kept her young by taking away years from his own life, raising her on his own, by making sure she never had to be the parent like he knew he had to be. When Dad came home late, the smell of alcohol on his clothes, Ben was the one to stand in front. He took the heat. Dad wouldn't touch her, wouldn't dare speak to her if he had anything to say about it. That's how she spent her childhood. Ben stopped considering himself a child when he had to pick up his sister from school, and go to her karate tournaments, and be the parent in a relationship that was never supposed to be as it was. He smiled for her, and only for her, because there was barely anything left to smile for unless it was for Ja. How could a child bear the weight he was bearing? Simple, he wasn't a child. Grow up. He grew up. He went straight from 9 years old to 18. He stood in front of his baby sister, because Dad didn't love her, so who else would? But he never asked who would love Ben, because it never mattered anyway. Not when Ja would always be more important than himself. He whisked her away when he turned 18. He celebrated by taking his 14-year-old sister with him to CPS, claiming custody, renting an apartment, and getting a job. He celebrated by locking his father away. He took the scars and bruises and called them trophies, ornaments meant to remind him of how strong he'd been. Their father was a cruel man, but Ben knew better. He endured the fights and came out giving gentle touches. He listened to the harsh words yet spoke kind ones. His life was a mirror of his father's, because Ben had seen how hate and despair destroyed his life, and wouldn't let it happen to him, wouldn't do that to those he loved. He grew up, and he learned. He grew up, and turned the painful childhood into a good adulthood. He grew up, and he became better. Ben became better for her. He became a better brother, better parent. He endured the long nights he spent working wherever he could get a job so she didn't have to worry. He bore the weight because it was his weight to bear, not hers. He calmed her and dried her tears when she had no mother or father to do it for her. He watched her go through middle school, high school, watched her graduate and took pictures on the shoddy iPhone he bought 4 years before so there would be an actual emergency contact for her school to call. Their life may have been small, secluded, but it was full of love and that was all that mattered to Ben. Grow up. Ja deserved more love than he could give, so when she was 17 and Micah, the boy from across the street, asked her out on a date, shy and awkward but so full of adoration, he let her go. After all, she had to grow up, one day. He took her to the strip mall 6 blocks down and let her pick out a new outfit, promising she wouldn't have to pay, she paid half anyway. He paid in cash because his bank account was too low to risk using his debit, 2 twenties and a few dimes were snatched away, but he couldn't make himself feel guilty for either of their wallets. Not when Gia's smile was so wide when she came out of the changing room in the army green romper and jean jacket, already rambling on about how she had a necklace that would be absolutely perfect with the outfit, or so she said. Ben watched her go, his heart ached, but his soul sighed in relief. One date turned into 3, 5, 12, Micah took her to prom and Ben saw how much he cared. Saw the adoration in his eyes from that first day to a year later when she graduated and he was right next to Ben, cheering her on. Grow up. Ja smiled at her brother as she took her diploma. He smiled back, and it took everything in his power to keep from crying instead. She grew up too. He pretended it didn't hurt. Micah could take over the responsibility of loving Ja, Ben knew. But it wasn't a burden. Never. The results of loving her may have been, but Ja deserved love, deserved so much love, far more than he thought he could ever give. So he let Micah throw her a 21st birthday party, let him buy her an expensive diamond necklace for the occasion. Let him take over that role in her life, because the son of a CEO could provide a far better life than he ever could, yet Ja kept coming back. Coming back to him, for reasons he'd never really understand. Tất cả những gì quan trọng họ nói lớn lên. Họ luôn nói với cô ấy rằng cô ấy cần phải lớn lên. Ông luôn nói với cô ấy rằng việc của cô ấy không phải là lớn lên. Gia không phải là cha mẹ, Ben là. Ben phải thế, anh ấy luôn phải như vậy. Ben giữ cho cô trẻ bằng cách lấy đi nhiều năm từ cuộc sống của chính mình, nuôi dạy cô một mình, bằng cách đảm bảo rằng cô không bao giờ phải là cha mẹ như anh ta biết anh ta phải là. Khi bố về nhà muộn, mùi rượu trên quần áo, Ben là người đứng trước. Hắn đã lấy sức nóng. Bố sẽ không đụng đến cô ấy, sẽ không dám nói chuyện với cô ấy nếu ông ấy có gì để nói về chuyện đó. Đó là cách cô ấy dành thời thơ ấu của mình. Ben ngừng tự coi mình là một đứa trẻ khi anh phải đón em gái mình từ trường, và đi đến các giải karate của cô, và là cha mẹ trong một mối quan hệ không bao giờ được cho là như trước.
ông mỉm cười cho cô ấy, và chỉ vì cô ấy, bởi vì hầu như không còn gì để mỉm cười trừ khi đó là cho Gia. Làm thế nào một đứa trẻ có thể chịu được trọng lượng mà nó đang mang? Đơn giản, ông ấy không phải là một đứa trẻ. Lớn lên, ông ấy lớn lên, ông đi thẳng từ 9 tuổi lên 18 tuổi. Anh ta đứng trước mặt em gái của mình, bởi vì bố không yêu cô ấy, vậy còn ai nữa? Nhưng anh ta không bao giờ hỏi ai sẽ yêu Ben, bởi vì nó không bao giờ quan trọng. Không phải lúc nào Gia sẽ luôn quan trọng hơn mình, anh ta đuổi cô ấy đi khi anh ta 18 tuổi. Ông ăn mừng bằng cách đưa em gái 14 tuổi của mình đi CPS, đòi quyền nuôi con, thuê một căn hộ, và kiếm việc làm. Ông ăn mừng bằng cách nhốt cha mình đi, anh ta lấy những vết sẹo và vết bầm tím và gọi chúng là những chiếc cúp. Đồ trang trí để nhắc nhở anh ta về sức mạnh của mình. Cha của họ là một người độc ác nhưng Ben biết rõ hơn. Ông chịu đựng những cuộc chiến và bước ra cho những trạm nhẹ nhàng. Ông lắng nghe những lời khắc nghiệt nhưng lại nói những lời tử tế. Cuộc đời ông là một tấm gương của cha mình, bởi Ben đã thấy sự ghét và tuyệt vọng phá hủy cuộc sống của ông như thế nào. Và sẽ không để điều đó xảy ra với ông, sẽ không làm điều đó với những người ông yêu thương. Ông lớn lên, và ông đã học, ông lớn lên, và biến tuổi thơ đau đớn thành một tuổi trưởng thành tốt đẹp. Ông lớn lên, và ông trở nên tốt hơn, Ben trở nên tốt hơn cho cô ấy, ông trở thành một người anh trai tốt hơn, cha mẹ tốt hơn. Ông phải chịu đựng những đêm dài mà ông đã dành làm việc ở bất cứ nơi nào ông có thể kiếm được một công việc để cô không phải lo lắng. Ông mang trọng lượng bởi vì nó là trọng lượng của mình, không phải của cô ấy. Ông bình tĩnh cô và làm khô nước mắt khi cô không có mẹ hoặc cha để làm điều đó cho cô. Anh ta đã xem cô ấy học cấp 2, trung học, xem cô tốt nghiệp và chụp ảnh trên chiếc iPhone lậu mà anh mua 4 năm trước đó để có một số liên lạc khẩn cấp thực tế cho trường của cô ấy gọi. Cuộc sống của họ có thể là nhỏ bé, hẻo lánh, nhưng nó đầy tình yêu và đó là tất cả những gì quan trọng đối với Ben. Lớn lên, Gia xứng đáng được tình yêu nhiều hơn anh có thể cho, nên khi cô 17 tuổi và Micah, cậu bé từ bên kia đường, mời cô đi chơi hẹn hò, nhút nhát và lúng túng nhưng đầy sự tôn thờ anh đã để cô đi. Rốt cuộc cô ấy phải lớn lên, một ngày nọ. Anh đưa cô đến trung tâm mua sắm rải dưới 6 dãy nhà và để cô chọn một bộ trang phục mới. Hứa rằng cô sẽ không phải trả tiền, dù sao cô ấy đã trả một nửa. Ông trả bằng tiền mặt vì tài khoản ngân hàng của ông quá thấp để mạo hiểm sử dụng thẻ ghi nợ của mình, 2 tuổi 20 và một vài xu đã bị cướp đi, nhưng ông không thể khiến mình cảm thấy có lỗi vì một trong hai ví của họ. Không phải khi nụ cười của Gia quá rộng khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ trong áo khoác quần jean màu xanh lá cây của quân đội. Đã lan tràn về cách cô ấy có một chiếc vòng cổ sẽ hoàn toàn hoàn hảo với trang phục, hoặc vì vậy cô ấy nói. Ben đã theo dõi cô ấy đi, lòng ông đau, nhưng linh hồn ông thở dài nhẹ nhõm. Một ngày biến thành 3, 5, 12, Micah đưa cô đến vũ hội và Ben thấy anh quan tâm đến mức nào. Nhìn thấy sự thờ phượng trong mắt anh từ ngày đầu tiên đến một năm sau khi cô tốt nghiệp và anh đã ở ngay cạnh Ben. Cổ vũ cô, lớn lên, Gia mỉm cười với anh trai khi cô lấy bằng tốt nghiệp của mình. Anh ta mỉm cười, và phải mất tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để tránh khóc. Cô ấy cũng lớn lên, anh ta giả vờ nó không đau, Micah có thể đảm nhận trách nhiệm yêu Gia, Ben biết. Nhưng đó không phải là gánh nặng, không bao giờ. Kết quả của việc yêu cô có thể là, nhưng Gia xứng đáng được yêu thương. Xứng đáng rất nhiều tình yêu, hơn nhiều so với anh nghĩ anh có thể cho. Vì vậy, ông để Micah tổ chức một bữa tiệc sinh nhật 21, để anh ta mua cho cô một chiếc vòng cổ kim cương đắt tiền cho dịp này. Hãy để anh ta đảm nhận vai trò đó trong cuộc sống của cô, bởi vì con trai của một CEO có thể cung cấp một cuộc sống tốt hơn nhiều so với anh ta có thể, thế mà Gia vẫn tiếp tục quay lại. Trở lại với anh ta, vì những lý do anh ấy không bao giờ thực sự hiểu. Cô ấy...